Chào quý vị và các bạn, hiện giờ mình đang có mặt tại chợ Mương Tịnh. Chợ Mương Tịnh tọa lạc ấp Long Bò 1, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hiện giờ phía sau hội chợ bà con đang tổ chức đổ bánh xèo phục vụ cho bà con trong những ngày rằm tháng Giêng 2024. Rồi cả nhà mình vào xem quy trình đổ bánh xèo như thế nào nhé. Quy trình đổ bánh bà con, mỗi người đổ khoảng 10 chảo một lượt nha cả nhà. Này, ai đổ cũng được ha, càng chuyên nghiệp mới được, có sợ đâu không anh? Cũng phải chuyên nghiệp mới được ha. Điểm đổ bánh xèo tại Mương Tịnh nha cả nhà. Hôm nay là rằm tháng Giêng âm Giáp Thìn 2024. Đây là tại chợ Mương Tịnh nha cả nhà. Có dầu này luôn ha. Rồi khỏi tha ha. Khỏi tha chảo. Chảo nó chấm dính luôn. Chuẩn bị khâu rau. Này cũng đủ ha, rau thơm, rau cải, cá. Này mua hay ta cho các chị? Bà con ta cho ha, đóng góp vô ha. Dạ. Bà con đóng góp vô ha. Dạ. Sẵn vậy ha, em mang về không ha? Dạ. Ai thiếu nước mắm thì lấy nước mắm nè, ôm nước chai, nước chai. Bữa nay gầm không ăn nước mắm được rồi. Ông vui quay. Đổ khéo vậy. Đổ khéo. Khéo. Quay tự xây à. Chỉ ra thôi. Đúng khéo, bột đúng chỉnh. Đây là địa điểm cho Mương Tịnh đây cả nhà. Hôm nay ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2023, bà con tại ấp Long Hòa 1 tổ chức đổ bánh xèo miễn phí cho bà con chúng ta đi thương. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.